Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị và bà con, hiện tại gió Đông Bắc trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa phổ biến đạt mức cấp 5. Các nơi khác trên Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, vùng biển ven bờ khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Gió cũng có hướng Đông Bắc nhưng hoạt động với cường độ từ cấp 4 cho đến cấp 5. Thời tiết ở các vùng biển phía Nam bao gồm từ Cà Mau cho đến Kiên Giang và khu vực Vịnh Thái Lan và Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa vẫn có mưa rông rải rác trong ngày, khiến tầm nhìn hạn chế và đôi lúc có gió giật trong mưa rông. Dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió Đông Bắc mạnh cấp 5 cùng tình trạng nhiều mây và có mưa rông rải rác ở vùng ven bờ, nên thời tiết vẫn chưa được thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Với khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, gió Đông Bắc có cường độ trung bình nhưng trời vẫn nhiều mây, có mưa rào và dông kèm theo khả năng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, nên chủ các tàu thuyền cần hết sức lưu ý khi hoạt động ở các khu vực này. Tiếp nối bản tin, mời quý vị và bà con ngư dân cùng đến với phần dự báo cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và sáng mai gió Đông Bắc hoạt động với cường độ ở mức cấp 5, cùng với những cơn mưa rào rải rác ở vùng ven bờ. Sau đó sang đến ngày 25 tháng 10, gió Đông Bắc tạm thời có xu hướng giảm dần xuống khoảng cấp 4, nên thuận lợi trở lại cho các hoạt động hàng hải. Tuy nhiên, từ chiều ngày 26 tháng 10, gió Đông Bắc ở khu vực này có khả năng hoạt động mạnh dần lên cấp 5, sau đó có thể đạt cấp 6 vào ngày 27. Do vậy, tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cũng cần lưu ý. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ nằm xa hơn về phía Nam trong 2 cho đến 3 ngày tới. Gió Đông Bắc trên vùng biển này có cường độ phổ biến khoảng cấp 5 và mưa rông chỉ xảy ra ở một vài nơi, nên nhìn chung ít gây trở ngại đến tàu thuyền lớn. Tuy nhiên, bà con lưu ý hạn chế di chuyển lên vùng biển phía Bắc để đảm bảo an toàn. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, dự báo trong khoảng 3 ngày tới thời tiết và tình trạng biển tại đây không có biến động đáng kể. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình cùng với khả năng là có mưa không nhiều, nên tàu thuyền có thể lưu thông bình thường ở trên khu vực này. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận nằm xa hơn về phía Nam trong khoảng 2 đến 3 ngày tới. Thời tiết và tình trạng biển trên vùng biển này chưa có biến động đáng kể. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình và mưa xuất hiện vài nơi, tầm nhìn xa thoáng nên không gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Phú Quý và Côn Đảo. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới, gió Đông Bắc có cường độ khoảng từ cấp 4 đến cấp 5, sóng biển không vượt quá 2 mét. Trong đêm nay và ngày mai trời nhiều mây và có mưa rông kèm theo khả năng có lốc xoáy, gió giật, nên không thuận lợi cho các chuyến tàu đến với các đảo cũng như việc đánh bắt hải sản của bà con. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Tại đây, gió Đông Bắc trong khoảng 3 ngày tới thổi khá yếu nên sóng biển không cao. Tuy nhiên, bà con vẫn cần đề phòng với những cơn mưa rông khiến tầm nhìn hạn chế và khả năng có gió giật trong cơn rông có thể gây cản trở đến các hoạt động của tàu thuyền, đặc biệt là các tàu thuyền nhỏ hay là tàu thô sơ. Sang đến khu vực vùng biển Vịnh Thái Lan, trong 3 ngày tới gió trên vùng biển này vẫn thổi yếu. Mặc dù sóng biển thấp nhưng thời tiết biển lại tiếp tục nhiều mây và có mưa rông rải rác, nên vẫn khuyến cáo tàu thuyền về tầm nhìn giảm kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông. Quay trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, dự báo trong đêm nay và ngày mai gió Đông Bắc tại đây phổ biến ở mức cấp 5, sau đó gió yếu dần và có khả năng tăng lên trở lại từ khoảng ngày 26 đến 27 tháng 10, nên cũng phần nào gây trở ngại đến các tàu có trọng tải nhỏ hoạt động ở trên khu vực này. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, trong 2 đến 3 ngày tới thời tiết ít biến động. Tại đây thì gió Đông Bắc vẫn hoạt động với cường độ trung bình và mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi, tầm nhìn thoáng và an toàn cho các hoạt động lưu thông cũng như đánh bắt của tàu thuyền diễn ra trên vùng biển này. Và cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Dự báo trong 3 ngày tới, gió Đông Bắc có cường độ phổ biến khoảng cấp 4. Đáng lưu ý vẫn là tình trạng nhiều mây hơn, có mưa rào và dông nên tiếp tục gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải. Sau đó mưa sẽ giảm, các hoạt động hàng hải có thể hoạt động bình thường trở lại trên vùng biển này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt.